Mùa hè đến, ai ai cũng muốn sắm sửa cho mình một chiếc kính mát thời trang. Kính mát thời trang không chỉ tôn lên vẻ đẹp sành điệu cho những ai đeo nó, mà còn bảo vệ đôi mắt trước các tia UVA, UVB của ánh nắng mặt trời, chống lão hóa vùng mắt, chống lóa và chói mắt khi tham gia các hoạt động thể thao hay vui chơi ngoài trời. Vậy nhưng, với những người bị tật khúc xạ về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị, có thể sở hữu cho mình một chiếc kính thời trang và vẫn đảm bảo về thị lực hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc trong công nghệ sản xuất của ngành kính, nhiều chủng loại mắt kính được sản xuất ra phục vụ các điều kiện sử dụng một cách tinh tế nhất, đảm bảo về thị lực và thẩm mỹ, trong đó có các sản phẩm kính cận màu thời trang. Với kính cận màu thời trang, sự lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng ưa chuộng màu mắt đơn giản nhưng vẫn đảm bảo về tính năng bảo vệ mắt vượt trội là mắt kính cận màu thời trang có sẵn, được mài lắp lấy ngay như kính cận trắng thông thường với các màu cơ bản và đặc biệt với mức giá thành hợp lý, nên ai cũng có thể sở hữu cho riêng mình một chiếc kính cận màu thời trang để thỏa sức tham gia các chuyến du lịch biển hay dã ngoại. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể đặt riêng những màu mắt cầu kỳ hơn từ hãng chuyên sản xuất mắt kính cận màu thời trang theo nhu cầu hoặc sở thích riêng. Tại Hà Nội, bạn có thể lựa chọn cho mình chiếc kính mắt thời trang dành cho người bị cận, loạn thị hay viễn thị ở địa chỉ uy tín là kính mắt Quang Hưng, số 20 Tôn Tất Tùng và 241 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, với đa dạng kiểu dáng, phong phú về chủng loại, phù hợp với nhiều lứa tuổi, với đầy đủ các loại từ kính đơn tròng, hai tròng, đa tròng, kính bề cận, kính phản quang, mắt phân cực. Kính mắt Quang Hưng với quy trình chuẩn từ khâu đo mắt đến nhân viên tư vấn bán hàng và máy lắp kính, bạn và gia đình có thể yên tâm đặt niềm tin vào đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có tay nghề cao cùng với hệ thống máy móc hiện đại tiên tiến nhất. Khi đến đây, bạn sẽ được đo mắt, tư vấn, máy lắp và sửa chữa kính miễn phí. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả đã có thêm nhiều thông tin hữu ích cho việc lựa chọn một sản phẩm rất thiết thực, đó là kính cận màu thời trang để bảo vệ cho đôi mắt trong mùa hè này.